Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, bất chấp việc các bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của Hồi giáo, thủ lĩnh phong trào Hamas khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Israel về một thỏa thuận ngừng bắn. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho việc không đạt được thỏa thuận ngừng bắn khi từ chối các yêu cầu của Hamas. Tuy nhiên, theo ông Haniyeh, Hamas vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán và linh hoạt trong vấn đề trao đổi tù nhân nếu nhận được quan điểm rõ ràng từ các bên trung gian. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Rafah, đồng thời coi việc mở rộng chiến dịch ở phía nam Gaza là chìa khóa cho việc đánh bại Hamas. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine, cho rằng Israel phải có toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của người Palestine ở phía tây sông Jordan. Tuyên bố trên được cho là sẽ khiến quá trình đàm phán gặp khó khăn trong bối cảnh các bên trung gian vẫn đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Trong thông điệp nhân ngày bắt đầu tháng lễ Ramadan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, viện trợ nhân đạo cho Gaza, cũng như ổn định lâu dài cho khu vực. Đông đảo người dân Đức vừa xuống đường tuần hành ở ngoại ô thủ đô Berlin nhằm phản đối kế hoạch mở rộng nhà máy của hãng xe điện Tesla của Mỹ. Cuộc tuần hành diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công phá hoại nhằm vào nguồn cung điện cho dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Các nhóm bảo vệ môi trường tổ chức tuần hành cho biết sự kiện có khoảng 1.000 người tham gia, trong khi truyền thông địa phương cho biết con số này là khoảng 800. Các nhà tổ chức cho rằng kế hoạch mở rộng nhà máy của Tesla sẽ tàn phá rừng, ảnh hưởng tới nguồn nước địa phương và tăng lưu lượng giao thông trong khu vực. Dù vậy, cũng có một số ý kiến ủng hộ Tesla, viện dẫn những lợi ích kinh tế mà nhà máy sẽ mang lại cho khu vực. Tesla có kế hoạch tăng gấp đôi công suất nhà máy bang Grünheide lên 1 triệu xe mỗi năm và 100 GWh sản xuất pin. Nhà máy đã phải ngừng hoạt động từ hôm 5 tháng 3 sau khi bị một nhóm đối tượng phóng hỏa cột điện gần nhà máy. Sau hành động phá hoại, hơn 12.000 nhân viên Tesla phải tạm nghỉ việc, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu euro. Hoạt động phản đối tại Đức được xem là bước thụt lùi với Tesla khi hãng đang phải đối mặt với áp lực từ Liên minh châu Âu EU và tình trạng gián đoạn nguồn cung do các vụ tấn công và hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ. Trong bối cảnh thủ đô Port-au-Prince của Haiti vẫn đang chìm sâu vào vòng xoáy bạo lực của các băng nhóm tội phạm, một số nước như Đức và Mỹ đã phải tiến hành sơ tán phái đoàn ngoại giao của mình khỏi quốc gia Caribe này. Bộ Ngoại giao Đức cho biết, đại sứ và nhân viên thường trực ở Port-au-Prince cùng các đại diện khác của Liên minh châu Âu EU đã được sơ tán đến Cộng hòa Dominicana do tình hình an ninh rất nghiêm trọng tại Haiti. Phái đoàn Đức sẽ làm việc tại đây cho tới khi có thông báo tiếp theo. Trước đó, giới chức Cộng hòa Dominicana cũng nhóm họp để điều phối kế hoạch sơ tán các thành viên đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở Haiti, đồng thời giúp đỡ một số quốc gia khác sơ tán. Cùng ngày, Mỹ thông báo đã tiến hành chiến dịch không vận để sơ tán nhân viên không thiết yếu của đại sứ quán Mỹ ở Haiti về nước và bổ sung lực lượng để tăng cường an ninh cho đại sứ quán. Trong khi đó, cộng đồng Caribe, CARICOM đã triệu tập các phái viên Mỹ, Pháp, Canada và Liên Hợp Quốc tới nhóm họp tại Jamaica trong ngày 11 tháng 3 để thảo luận tình hình ở Haiti và các biện pháp hỗ trợ nước này khôi phục trật tự. Cuộc đình công trong ngành y tế Hàn Quốc đang có nguy cơ lan rộng. Hôm qua, các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc đã bắt đầu xin nghỉ việc để phản đối việc gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh của hệ thống trường y. Theo Hiệp hội Y khoa Daegu, nhóm trưởng khoa trường Đại học Y, Đại học Quốc gia Kyungbok dự định sẽ đồng loạt từ chức vì không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng trong giáo dục y tế. Trước đó, các giáo sư Đại học Y khoa Ulsan cũng bắt đầu nộp đơn từ chức sau cuộc họp chung khẩn cấp với sự tham dự của khoảng 254 giáo sư từ 3 bệnh viện trực thuộc. Trước đó, các giáo sư y khoa Đại học Quốc gia Gyeongsang cũng đã nộp đơn từ chức, trong khi các giáo sư Đại học Wonwang và Đại học Yeongnam cảnh báo sẽ có hành động tập thể nếu các bác sĩ tập sự và sinh viên phải chịu thiệt hại. Trước các động thái trên, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul đã kêu gọi các giáo sư tham gia thảo luận để tìm kiếm giải pháp thay vì đột ngột từ chức. Bất chấp xung đột ngày càng sâu sắc giữa chính phủ và giới y tế, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc hôm qua đã khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc mở rộng tuyển dụng nhân sự ngành y tế. Theo các số liệu sửa đổi mới nhất vừa được chính phủ Nhật Bản công bố sáng nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 4 vừa qua đã tăng 0,1% so với quý trước đó, trong đó giúp nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vừa đủ tránh được suy thoái kỹ thuật. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản trong quý 4 năm ngoái đã tăng thêm 0,1% so với quý trước và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Trước đó, số liệu ước tính sơ bộ cho thấy mức giảm lần lượt là 0,1% và 0,4%. Số liệu mới này cũng cho thấy đầu tư vào doanh nghiệp mạnh hơn dự kiến đã đẩy số liệu tổng thể lên cao, dù nhu cầu tiêu dùng nhìn chung vẫn còn yếu. Theo đó, tiêu dùng cá nhân vốn chiếm hơn một nửa nền kinh tế Nhật Bản đã giảm 0,3%, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng điều hòa và tiêu dùng thủy hải sản xuống thấp. Với số liệu đã được điều chỉnh theo lạm phát trên, kinh tế Nhật Bản đã không rơi vào suy thoái kỹ thuật, tình trạng nền kinh tế có hai quý giảm liên tiếp, dù đã để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức trong năm 2023. Sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar 2024, giải thưởng điện ảnh danh giá và được nhiều người chờ đợi nhất, đã diễn ra tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Đại thắng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 này là tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn trong thời gian qua là Oppenheimer, khi giành được 7 giải trong tổng số 13 đề cử. Không nằm ngoài dự đoán, phim bom tấn Oppenheimer của đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan đã chiến thắng vang dội khi ẵm trọn tượng vàng ở tất cả các hạng mục quan trọng, gồm đạo diễn xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nhạc phim gốc xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất. Trong khi đó, với 11 đề cử, Poor Things, phim pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng của đạo diễn Yorgos Lanthimos, đã giúp nữ diễn viên Emma Stone nhận tượng vàng lần thứ hai trong sự nghiệp với giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Bộ phim cũng được xướng tên ở các hạng mục hóa trang xuất sắc nhất, thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất và thiết kế trang phục xuất sắc nhất. Trong khi đó, phim Anatomy of a Fall giành giải kịch bản gốc xuất sắc nhất, còn American Fiction đã giành tượng vàng ở hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Tượng vàng cho hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất thuộc về The Boy and the Heron. Năm nay, lễ trao giải Oscar vẫn đem lại nhiều cảm xúc hồi hộp cũng như vỡ òa cho khán giả. Một điểm nhấn tại lễ trao giải năm nay là tất cả những đề cử cho giải bài hát gốc xuất sắc nhất đều sẽ được trình diễn trực tiếp trên sân khấu. Thưa quý vị, bộ manga nổi tiếng Bảy viên ngọc rồng của Nhật Bản đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Sự ra đi của tác giả bộ truyện ông Akira Toriyama đã để lại nhiều tiếc nuối cho đông đảo người hâm mộ. Hôm qua, nhiều người dân Argentina đã tập trung tại thủ đô Buenos Aires để tưởng nhớ tác giả này. Những người hâm mộ đã tập trung tại khu vực đài tưởng niệm ở thủ đô Buenos Aires để tưởng nhớ ông Toriyama. Thay vì không khí trầm buồn u ám, những người hâm mộ đã cùng nhau hát vang ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ manga và thực hiện động tác Genkidama, một kỹ thuật chiến đấu của các nhân vật trong phim, mang đến một bầu không khí vui nhộn. Hôm 1 tháng 3, tác giả Akira Toriyama đã bất ngờ qua đời ở tuổi 68 do tụ máu não, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ bởi ông vẫn tham gia nhiều dự án sáng tạo. Bảy viên ngọc rồng là một trong những manga nổi tiếng nhất của ông, gây sốt khi bán hơn 500 triệu bản toàn thế giới, trong đó có 35 triệu bản ở riêng thị trường Nhật Bản. Nhật Bản kỷ niệm 13 năm ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần khiến 22.000 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gây sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa Chernobyl. Sau khi chính phủ Nhật Bản ngừng tổ chức các lễ tưởng niệm ở cấp quốc gia từ năm 2022, sự kiện này được tổ chức với quy mô nhỏ hơn tại một số địa phương bị ảnh hưởng. Năm nay, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tham dự buổi lễ tại tỉnh Fukushima. Trong 13 năm qua, công cuộc khắc phục hậu quả tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 9 này đã có nhiều tiến triển tích cực. Tuy nhiên, cuộc sống của gần 29.000 người dân ở những khu vực phải di rời vẫn chưa thể trở lại bình thường. Tại tỉnh Fukushima, hiện vẫn còn 7 khu vực bị cấm đi lại do ảnh hưởng của phóng xạ. Vẫn có hàng chục nghìn lượt tư vấn sức khỏe tâm thần dành cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là công tác dọn dẹp chất thải phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1. Tháng trước, công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị quản lý và vận hành nhà máy, đã tiến hành đợt xả thải thứ tư, nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. Dù vấp phải sự phản đối của nhiều nước láng giềng, chính phủ Nhật Bản lý giải đây là bước quan trọng trong hướng tới dừng hoạt động tại nhà máy Fukushima. Ước tính, công tác dọn dẹp tại đây sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.